Lượt trận đầu tiên tại bảng F1 Cup nữ 2023 đã chứng kiến một bất ngờ lớn khi đội bóng đứng thứ 43 trên bảng xếp hạng FIFA là Jamaica đã bất ngờ cầm hòa Pháp với tỷ số 0-0. Mặc dù chỉ cầm bóng 27%, các cầu thủ Jamaica đã thi đấu ấn tượng với 6 pha dứt điểm, trúng đích 2 lần. Trong khi đó, đội tuyển nữ Pháp có 14 cú dứt điểm, 5 lần trúng đích, nhưng không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Jamaica có được điểm số đầu tiên tại sân chơi World Cup. Huấn luyện viên Lon Donaldson của đội tuyển nữ Jamaica bày tỏ sự tự hào với nỗ lực của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng khoảng cách giữa các đội bóng nữ đang dần thu hẹp và những đội bóng nhỏ như Jamaica đang thể hiện khả năng đáng kể trong cuộc chơi bóng đá quốc tế.